đấy. Tôi này còn mang mưa đấy. Vâng, thầy Trần Văn Anh, Đinh Văn sẽ đứng thành công, điểm Bình Văn 2-1. Nói có cái này trên kêu, nghe thấy là không hết. Chắc đó. Vâng, Tân Sơn đã lấy lại một điểm cho đội Tân Sơn 3-4. Con. Bóng ngoài sân, điểm Bình Văn 8-0. Ngoài sân. Được rồi, bình tĩnh nào. Rồi, cố lên. Đi chơi nào đi. Nào. Nào nào. Bình Văn chắn bóng tốt.
16 đây. Đội điểm cho đội Tân Sơn 18-19. Này nó phẹt. Rất kinh nghiệm nhưng Bình Văn rất cố gắng. Hiện nay thì ngay sau khi pha bóng đường chê của tình nguyện viên, anh đã chứng minh một quả rất là bật rất là cao, mang về điểm số cho đội. Điểm số đầu tiên cho Bình Văn 1-0. Pha bỏ bóng rất là tinh tế của đội Bình Văn. Điểm Bình Văn 2-1. Vâng, bóng ngoài sân. Trong sân. Một cầu thủ trẻ của Bình Văn mang lại điểm số 4. 4-2. Đội điểm của Tân Sơn 6-0. Vâng, Bình Văn cầu thủ thủ mang biên điểm số 7-6. Tân Sơn điểm số 7-0. Bình tĩnh nào. Vâng, còn tiếp tục là cầu thủ số 5. Yeah. Tiếp tục là cầu thủ tu cân bằng ngoài bóng ngoài sân, điểm Tân Sơn 11-8. Đẹp rồi. Yeah.
con. Được, đánh bóng rồi. Đẹp rồi. Ui, đập quả này thì phải bạt. Sao lên. Vâng. Sau khi Tân Sơn chắn bóng trở về, đội Bình Văn bắn 10 điểm.